Khát vọng bình dương. Khát vọng, ý chí và bản lĩnh cùng với cách làm quyết liệt của chính phủ đã đem lại cho Việt Nam sự phát triển đáng kinh ngạc trong nhiều năm liên tiếp, đặc biệt là năm 2019 đầy biến động. GDP tăng trưởng hơn 7%, top đầu châu Á. Và chúng ta cũng hoàn toàn dễ hiểu khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận định có một Việt Nam hùng cường, chứ không chỉ hướng tới một Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Theo tinh thần này, chúng ta sẽ dễ hiểu khi Bình Dương phát triển thần kỳ và thành kiểu mẫu phát triển cho cả nước. Bởi vì vùng đất và con người Bình Dương luôn hội tụ mạnh mẽ, khát vọng, ý chí và bản lĩnh. Liên tục hơn 20 năm nay, lãnh đạo và người dân Bình Dương đã tận tâm, tận lực, đoàn kết cùng kiến tạo một Bình Dương văn minh, giàu đẹp, đưa Bình Dương vươn cao và vươn xa trong cả nước và thế giới. Khát vọng tiên phong. Thứ nhất, Bình Dương tiên phong phát triển mô hình công nghiệp đô thị dịch vụ. Đầu tiên là khu công nghiệp Việt Nam Singapore, được xây dựng và phát triển từ năm 1996 và thành công rực rỡ, trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương trên cả nước. Cùng chính sách mở cửa thông thoáng, nguồn lực trong và ngoài nước hội tụ về Bình Dương, biến Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp, dẫn dắt cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với diện tích khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Thứ hai, Bình Dương tiên phong trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với việc chủ động phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, đường bộ, đường thủy, hoàn chỉnh và hiện đại kết nối nội vùng và liên vùng. Nhiều hệ thống giao thông quan trọng đã được đầu tư từ rất sớm, phát huy hiệu quả vô cùng to lớn như quốc lộ 13, đường Mỹ Phước, Tân Vạn, vành đai 1, 2, 3, 4. Hệ thống đường thủy với 3 con sông lớn, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé kết nối với các cảng lớn ở phía Nam, vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh thành trên cả nước và đi khắp nơi trên thế giới. Thứ ba, Bình Dương tiên phong trong thu hút đầu tư với việc quyết liệt thay đổi thể chế và thể chế, tạo ra môi trường kinh doanh cởi mở, hấp lực cho nguồn đầu tư toàn cầu hội tụ vào Bình Dương, làm cho Bình Dương phát triển phồn thịnh. Hơn 20 năm qua, Bình Dương đã cất cánh thần kỳ, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị kiểu mẫu của cả nước. Bình Dương đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp năm 2019 với mức 17%. Nguồn vốn FDI đổ vào Bình Dương liên tục tăng với 2,1 tỷ USD năm 2018 và 2,8 tỷ USD năm 2019, đứng thứ ba cả nước chỉ sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khát vọng thời đại. Với tinh thần dẫn đầu, không ngừng vượt qua giới hạn, Bình Dương đang hành động quyết liệt và sáng tạo để hòa mình vào kỷ nguyên 4.0. Với khát vọng tri thức, lãnh đạo và người dân Bình Dương luôn lấy con người và con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển. Bình Dương đã và đang xây dựng hệ thống giáo dục toàn diện, hiện đại, đặc biệt là triển khai hệ thống giáo dục thông minh với sự hợp tác của các tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới. Với 7 cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và định hướng nghề nghiệp, các sinh viên tốt nghiệp đại học tại Bình Dương đều đạt tỷ lệ có việc làm rất cao, hơn 90%, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế. Đặc biệt, khuôn viên mới Đại học Quốc tế Việt Đức diện tích 50 hectare tại Bến Cát hoàn thành vào năm 2020 sẽ là trường đại học quốc tế lớn nhất Việt Nam với quy mô 12.000 sinh viên. Với tầm nhìn là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, Đại học Việt Đức sẽ là một trong những môi trường quan trọng nhất để đưa khát vọng tri thức của Bình Dương vươn tầm thế giới. Với khát vọng hội nhập, Bình Dương đã chủ động kéo thế giới về với mình với việc tổ chức rất thành công diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horacis năm 2018 và 2019. Hội tụ hơn 1.000 khách mời là lãnh đạo cao cấp đến từ các tập đoàn kinh tế của hơn 60 quốc gia trên thế giới. Các sự kiện này mở ra cơ hội quan trọng để Bình Dương tăng cường phát triển một hệ thống thương mại đa phương mở, kết nối kinh doanh, tham gia vào nền kinh tế chia sẻ, thúc đẩy tự do hóa mậu dịch, đầu tư và hợp tác kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, ngày 23 tháng 11 năm 2019, Bình Dương đã ra mắt Trung tâm Thương mại Thế giới, thành phố mới Bình Dương, trên diện tích 7 hectare tại trung tâm thành phố mới. Đây là Trung tâm Thương mại Thế giới duy nhất tại Việt Nam. Siêu dự án này có mục tiêu kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp giao thương quốc tế, đưa Bình Dương trở thành khu vực năng động với dịch vụ chuyên nghiệp và đa dạng, phát triển nhân lực có khả năng hoạt động thương mại toàn cầu, tăng sức hút cho các dự án bất động sản. Trung tâm Thương mại Thế giới sẽ là biểu tượng cho khát vọng hội nhập của Bình Dương. Khát vọng hùng cường. Khi khát vọng tiên phong và khát vọng thời đại đến cùng một lúc, với ý chí, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của mình,
lãnh đạo Bình Dương sẽ tập trung phát triển để mở ra khát vọng hùng cường. Đó là xây dựng nhanh và mạnh thành phố thông minh với hạt nhân là thành phố mới Bình Dương và 4 đô thị vệ tinh Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An và Bến Cát. Với Bánh Đà là đô thị đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt vào top 21 thành phố thông minh của thế giới 2 năm liên tiếp 2018-2019. Cộng với nội lực hùng hậu tích tụ hơn 20 năm nay và nguồn ngoại lực khổng lồ đang và sẽ đổ về thông qua hợp tác kinh tế toàn cầu, thành phố thông minh Bình Dương sẽ phát triển đột phá dựa trên nền tảng kinh tế tri thức giống mô hình Singapore. Bình Dương sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, thể thao, văn hóa, thương mại, dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ngay trong năm 2020. Khi tất cả khát vọng tụ về Bình Dương, trong năm 2020-2021, bất động sản Bình Dương sẽ tăng trưởng vượt bậc, đem lại kỷ nguyên thịnh vượng cho người dân Bình Dương. Khát vọng Bình Dương, kỷ nguyên thịnh vượng.